Nga đánh giá cao lá chắn tên lửa của Việt Nam. Được trang bị gần như toàn bộ trên các tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam, AK-630M luôn được xem là lá chắn bất khả xâm phạm trên biển trước mọi đòn tấn công của kẻ thù. Theo bảng xếp hạng của hãng thông tấn RIA Novosti của Nga thực hiện, tổ hợp pháo phòng không cao tốc AK-630M được vinh danh là vũ khí đa nòng, có tốc độ bắn nhanh nhất thế giới và là lá chắn tên lửa bất khả chiến bại trên biển. Với 6 nòng pháo cỡ nòng 30mm AK-630M có tốc độ bắn lên đến 5.000 phát một phút. Ở thời điểm hiện tại, AK-630M đang được trang bị trên hầu hết các chiến hạm của Hải quân Nga và một số nước xã hội chủ nghĩa trước đây, với vai trò phòng không trên hạm đánh chặn các mối đe dọa từ trên không hoặc tên lửa chống hạm của đối phương. Cũng theo truyền thông Nga, Việt Nam hiện đã làm chủ được công nghệ chế tạo pháo cao tốc AK-630M cũng như đạn pháo 30mm dành cho loại vũ khí đặc biệt này. Biến thể mới nhất của AK-630M là AK-630M2 do Nga phát triển, hiện vẫn chỉ được trang bị trên các tàu chiến mới nhất của Hải quân Moscow. Để phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện diễn tập, hàng năm Hải quân Việt Nam sử dụng một số lượng lớn đạn pháo 30mm cho AK-630M. Và trước đây, loại đạn này chúng ta phải nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài với chi phí không hề nhỏ. Việc các tàu chiến Việt Nam được tích hợp gần như toàn bộ AK-630M đã đặt ra yêu cầu chúng ta phải chế tạo được đạn pháo 30mm ở trong nước. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Viện Vũ khí thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức nghiên cứu chế tạo thành công loại đạn 30mm này, góp phần từ đảm bảo vũ khí, trang bị và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cho quân đội. Việc chế tạo thành công đạn 30mm DPST-30 phiên bản Việt Nam của đạn IOF-84 cho thấy với khả năng công nghệ của công nghiệp quốc phòng trong nước hoàn toàn có thể chế tạo được loại đạn này mà còn tiến tới nghiên cứu sản xuất ở cả các loại đạn khác. Qua các đợt bán nghiệm thu với sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, đề tài hoàn thiện thiết kế xây dựng công nghệ chế tạo đạn pháo Hải quân 30mm DPST-30 do Viện Vũ khí thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đảm nhiệm đã thành công. Đối với các tàu chiến của Hải quân Việt Nam, pháo cao tốc AK-630M được xem như là tấm lá chắn cuối cùng, được sử dụng trong trường hợp hệ thống tên lửa pháo phòng không không tiêu diệt hết các tên lửa diệt hạm đe dọa chiến hạm. Do đó, việc chúng ta có thể tự chủ trong việc cung cấp đạn dược hay bảo dưỡng chế tạo loại vũ khí này đã góp phần rất lớn vào việc duy trì sức mạnh các biên đội tàu chiến của quân chủng Hải quân trên biển. Hiện tại, AK-630M đang được trang bị trên các tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam, như tàu hộ vệ tên lửa Gepard, tàu tên lửa Monia và tàu tên lửa Tarantul. Các tàu chiến này đều được trang bị ít nhất 2 tổ hợp AK-630M cung cấp lá chắn bảo vệ toàn diện. Cận cảnh 2 tổ hợp pháo AK-630M trên tàu hộ vệ tên lửa Gepard của Hải quân Việt Nam. Về khả năng tác chiến, AK-630M có tổng cộng 6 nòng xoay, cơ chế nạp đạn bằng điện, khẩu pháo này có tốc độ bắn tối đa 5.000 đến 6.000 phát trên phút, tương đương với khoảng 85 viên mỗi giây. Cơ số đạn dự trữ của khẩu pháo này là 2.000 viên. Sơ tốc đầu nòng của đạn 30mm được AK-630 bắn đi khoảng 875m trên giây. Tầm bắn của loại vũ khí này tối đa là 5.000m. AK-630 có khả năng xoay 360 độ quanh thân. Nòng pháo có thể nâng tối đa lên góc cao tới 180 độ. Đây là một khẩu pháo có tầm phủ cực rộng so với các loại hải pháo thông thường khác. Sử dụng cỡ đạn 30x165mm, khẩu AK-630M được coi là loại pháo có tốc độ bắn nhanh nhất thế giới hiện nay. Tốc độ bắn của loại pháo này có phần còn nhỉnh hơn cả một vài phiên bản của pháo cao tốc Phalanx, thứ vũ khí tương tự được Mỹ và NATO sử dụng. Và với những thiết kế nhỏ gọn và cơ cấu vận hành không quá phức tạp, AK-630M có thể tích hợp trên nhiều loại tàu chiến khác nhau, từ vài trăm cho đến hàng nghìn tấn. Trọng lượng của tổ hợp pháo AK-630M cũng chỉ vào khoảng 1 tấn. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.